Vâng, em Hiếu Đô xin mến chào tất cả bác nhá. Và trong buổi chiều hôm nay thì tiếp tục lên một siêu phẩm bác. Mới hôm nay về toàn siêu phẩm thôi các bác ơi. Thì trong buổi chiều hôm nay thì các bác nhìn loa bác biết rồi đúng không ạ? Đó, dòng B3X12i tuyển đẹp xuất sắc, tiếp tục về hàng của anh em chơi. Số lượng về được có 7 đôi thôi, không nhiều các bác nhá. Những cặp loa mà em rất là khắt khe và khó tính để lựa chọn đến toàn thể các bác. Những con loa sử dụng driver rất là đẹp, hàng nguyên chất bãi về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 đôi thôi, không nhiều. Quay luôn lô này thôi nhá. Vì những lô loa này về nó không được nhiều. Có lô to nhất em nhập cũng chỉ có được mười mấy đôi là cùng thôi, 14, 15 đôi là cùng thôi, không có nhiều đâu các bạn. Và hàng rất là hiếm. Cái điều quan trọng là Hiếu Minh bán cho bác mức giá rất là hợp lý. Giá chỉ có 15 triệu 500 ngàn đồng cho một đôi thôi nhá, 15 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Bác xử cho mình vừa được gặp loa B3X12i tuyển đẹp như ngày hôm nay, mức giá tốt luôn cho bác chơi, anh em chơi. Thì những cặp loa zin thì rất là dễ phân biệt các bác ạ. Với dòng B3X12i là Thái ơi, nắm chưa? Nắp cái căng vào cho anh với gái một cái nguyên hoàn chỉnh để anh quay tổng thể. Đứng rồi. Thì những cặp loa zin xịn thì bác nhìn vào đây em sẽ phân biệt một số đặc điểm đối với B3X12i xịn, rất dễ thôi các bạn. Chỉ có là các bác lựa chọn những cơ sở lớn, uy tín để mua hàng. Và cái hai để ý một số đặc điểm như mình nhận dạng, như mình quay đây. Thứ nhất, giả lô loa này về đẹp lắm. Của em ấy cho anh ấy, nhấc cho anh từ cái bát lên. Nhất ngửa giống này này, ngửa lên nó đặt xuống, hiểu không? Anh quay đường cho các bác, cho bác. Bác cứ nhìn độ đẹp đã, ok, úp về. Úp về. Đấy. Đấy, tiếp theo. Thao tác nhanh lên. Đấy, úp về. Ok. Em quay hết nha, vì là có 7 đôi thôi, em quay hết. Có nhìn những loa đẹp này, em tuyển này. Em tuyển chọn này. Đấy, cứ quay độ đẹp đã nhá. Rồi phân tích cho các anh em trong kia đi. Dẻo dẻo chân đi. Đấy. Đấy. Rồi. Ok. Còn nói chất thì dòng này thì bán bao đời nay rồi. Đấy, như đẹp nhá. Đẹp long lanh luôn đây. Đấy, nấp cho anh rồi. Ok ạ. Đấy, ok bác nhá. Ba con nữa. Long lanh nhá, đẹp, nó đẹp đến mức từng cái màng bát, từng cái từ luôn. Những cặp loa này em bán thì mang tính chất sưu tầm, nó chính xác hơn là gọi là mang tính chất sưu tầm các bạn. Đấy, ok. Đấy, bác nhìn tổng lô này, từ cái chép việc đẹp long lanh, nhưng mà mang tính chất là sưu tầm. Còn các bác mua bình thường những cái cặp loa, tất nhiên nó vẫn thùng quách, nó vẫn đẹp, nhưng nhiều bát thì nó ở đây nó hơi hoen dỉ, chép nó hơi hoen dỉ rồi. Nhưng đề lô nó về tình trạng rất là đẹp về các anh em chơi. Thì vì là hàng ở kho nên là Hiếu Minh cũng không phông bạt gì cả. Đây là để cái nền ở cái nền bạt này, nó hơi bẩn nhôm nhem, mong anh em thông cảm nhá. Nhưng loa thì về driver về rất là đẹp luôn các bạn ạ. Từ thùng quách này. Đấy. Thì một cặp loa zin thì các bác cùng nhìn vào đây, Hiếu Minh sẽ phân biệt. Lắp vào đi, lắp vào dần đi. Con này xoay lại, xoay lại chiều chép giống như con vừa nãy, là xoay lại cho anh nhá. Đây là treo, người ta đang treo ngang này, em phải xoay lại cho bác hiểu cái chiều chép này. Mở ốc làm xoay lại cho anh rồi. Để cho cả em phụ trách xoay chiều chép với cả cài dây đi Thái ạ. Để cho cô em nó bắt ốc. Tại vì cô em chưa quen gì chiều dây. Đấy. Các bác nhìn đặc điểm số điều điểm một số đặc điểm của B3X12i xịn. Các nói về chung các dòng B3 xịn nói riêng. Thì đây bác nhìn này. Keo, dùng keo hồng đấy nhá. Nó mới hơn thì nó sẽ màu nó hơi sẫm sẫm một tí. Hồng sạch đẹp luôn nhá. Wow. Dính đét nhá. Đấy, đối với nó keo này. Màng thì nó sử dụng là màng ở ngoài là màng nghĩa là đây nó sử dụng là màng của nó là màng ở ngoài là tẩm đen, mỗi nhà tẩm đen này, viền vàng bên trong, đối XMI nó có một đời nữa, có đời gân vàng nó cũng có, nhưng mà chuẩn của nó sẽ là gân đen này, nghĩa là cái đời chuẩn chất hơn thì nó gửi gân đen, còn một đời nó là đời mặt ngoài nó vàng hết, tất cả cả trong cả ngoài vàng nhá. Đẹp lắm các bạn. Giá tốt cho anh em, và các bác có nhu cầu nâng cấp hỗ trợ thì liên hệ đơn vị Hiếu Minh Đô nhá. Mức giá tốt này liên hệ. Kèo đẹp long lanh này. Đấy, giữ cho anh Phan đã. Giữ cho anh Phan đã, anh quay đã. Mỏi nó quậy tay mất. Cân đồ tẩm dầu 3 lớp các nhá. Cân đồ tẩm dầu 3 lớp. Đấy. Cái lõn nó lõm đó nhá. Lõm này. Đây. Đối dòng này nó lấy bằng đồng bác nhá. Lấy bằng đồng ạ. Lấy bằng đồng. Đấy, và keo sử dụng keo băng co đó nhá, keo băng co. Nó dập CNC chữ trên đây. Đấy, rốt này. Đấy. Ok. Phần chép
quay ở phần chép ở mấy nước này, quay phân tần đã. Dòng này nó sử dụng hai phân tần các bạn, một phân dần đấy là phân tần cho nó chép ạ, phân tần nó chép các bạn nhá. Đấy, phân tần nó chép này, bông sử dụng bông là bông tiêu âm lông chuột các bạn nhá, bông tiêu âm lông chuột đặc thủ với bạn là bông tiêu âm lông chuột các bạn nhá. Đấy, và đây phân tần nó chép, phân tần nó chép nó rất là lớn, còn phân tần nó bát thì bên mé này. Đây, đây phân tần nó bát đây ạ. Đây phần đỡ đế cho phần chép này, đỡ đế cho phần chép này vì nó chép nó to lắm. Các lý nhá, dòng loa mà cho chất âm hay, chép sáng, bát sâu thì chính là B3X12i, vì nó sử dụng là bát từ 7, coi 76, chép từ 17, coi 75, nghĩa là tép bát to bằng nhau các bạn nhá, siêu khủng bố luôn. Dòng loa gọi là dụng bát chép to bằng nhau và rất là lâu em mới về hàng. Cái điều quan trọng là mỗi lần về hàng là em giá tốt đấy, điều quan trọng là em bán luôn giá tốt cho anh em chơi. Và phễu của nó sự đặc thù là phễu nhựa sợi các bác nhá, phễu sợi cất nhựa này, đặc thù của B3 luôn. Xoay cho anh vòng chép nào, tin đen nhá. Đây cái mốc phấn từ này, có nhiều mốc phấn từ này em sẽ nâu đi này. Từ á, đấy, phấn đấy, phấn từ đấy, là cái phấn nhá, phấn thì gọi là phấn trắng thì nâu được nhá, đẹp long lanh luôn. Ủa bác, số lượng về ít nên là những cặp loa mà mang tính chất tuyển chọn này, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em. Để đánh được những cặp loa này thì có lý chỉ cần con đẩy khoảng độ 600W là đánh vô tư nhá. Ở đây nhá, băng co này ống ngoài hàn vào đây xong nó sẽ bấm khuyên đây này. Nghĩa hàn quặp lại, hàn vào đây xong họ sẽ lấy cái máy cắt để cắt bấm quyền đây nhá, cắt bấm quyền đây cực kỳ chi tiết luôn đấy. Và dòng này thiết kế thùng cân tay nắm hốc hai bên, dập chữ B3 bên cạnh là cắt CNC ạ. Căng đằng trước đây, căng này logo xoay vào nhá, căng này các bác rút được ra này đấy. Em lưu ý này, các bác lưu ý này, căng này có thể xoay ngang được này, xoay dọc cũng được này. Giá một cặp này chỉ ngang với những cặp loa nhà bằng một các bác đi mua cái bờ đủ tiền các bác chỉ mua được cặp loa hàng đặt tên thôi. Mới bác đây bác mua những cặp này thì mới hàng bãi thì giá rất là êm. Công suất là 300W. Đấy. Trọng lượng 27,5 kg trên thùng, độ nhạy 95 dB. Có 7 đôi em sẽ chuyển vào miền Nam khoảng vài đôi nhá, vì trong miền Nam đợt này hàng em chuyển vào hơi ít mã. Thì này em sẽ cố gắng chuyển nhiều mã ngon về, vì ngày mai em kia về nhiều mã ngon lắm, em chuyển vào phục vụ anh em cho các bác trong miền Nam cũng như cái mức giá tốt phụ bác anh em chơi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hero nhé. Và clip của em đến đây kết thúc, cảm ơn xem ủng hộ video. Xin chào tạm biệt bác nhé.